Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài đó là về thiết kế về website với giá trị về UI/UX. Tất nhiên UI thì đã giá trị về giao diện rồi. Và tất nhiên các bạn sẽ học được rất nhiều những cái thứ để chúng ta sắp xếp trong một cái thiết kế đồ họa trong cái phần thiết kế website của chúng ta. Thì hôm nay các bạn sẽ đến một cái phần đó là phần chuyên gia, nó là cái khu vực khá là quan trọng đối với cái việc mà của chúng ta, đó là làm phần slide. Slide này nó sẽ liên quan đến việc là các chương trình khuyến mại của các bạn để cho chúng ta có thể làm sao ạ, để chúng ta có thể bán hàng và chúng ta tương tác trực tiếp với cái cách nhìn đầu tiên của khách hàng vào cái website này. Ok, thì hôm trước mình đã nói rất kỹ cho các bạn, tất nhiên ở trong đây nó có rất nhiều phạm trù cái phần header của chúng ta nha. Chúng ta như thế nào, làm thế nào để nó hấp dẫn với người dùng, và tất nhiên ở đây nó có các tiêu chí, đúng không ạ? Ok, thì lúc này chúng ta sẽ xuống phần phía dưới, và tất nhiên xuống phần phía dưới thì chúng ta sẽ làm quen với một giá trị hoàn toàn chúng ta có thể làm trên đồ họa. Với cái đồ họa này các bạn có thể làm trên phần mềm là Photoshop, hoặc là các bạn có thể làm trên Inkscape, hoặc các bạn có thể làm trực tiếp trên Figma cũng được. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái con đường là chúng ta sẽ học chuyên Figma thôi. Thì chúng ta làm cách nào? Thì nhớ nhá, lúc này chúng ta ấn vào Shift G. Shift G để bật cái lưới của đối tượng của chúng ta lên. Và lúc này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái kích thước. Và kích thước lúc này thì mình sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, đó là mình chọn vào công cụ, đó là công cụ R. Và mình vẽ một cái biểu tượng như sau, mình sẽ tích vào đây, mình kéo vào đây. Và tất nhiên nó sẽ có một cái kích thước cho các bạn là 1120 và chiều cao là 368. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị như sau, là chúng ta sẽ phóng to lên và chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây tôi đang cách khoảng cách là 8 là một ô như này, 8 nha, 16, 16 nha, 24. Khoảng cách từ cái vị trí của hình ảnh của tôi đến cái nội dung này nó chính là 24 pixel. Và cũng tương tự như vậy, để tôi kiểm tra phần phía dưới xem nó đã hoàn thiện chưa thì tôi sẽ phóng to cho các bạn bằng Ctrl cộng. Thì đây, đây là đối tượng của chúng ta có thể đặt xuống và đặt lên này, được chưa? Nó là 368. Ok. Sau khi đã làm xong thì cái vị trí rồi chúng ta đã xong và chúng ta đã chọn lựa khá là ổn rồi, thì chúng ta chọn vào công cụ đó là Shift G. Các bạn sẽ chọn vào Shift G giúp tôi. Và lúc này thì các tiêu chí như các bạn chia sẻ này, các bạn nhìn này, ở đây nó có hai giá trị mà tôi chọn một cái màu, và vị trí đầu tiên khi vào thì nó sẽ bị bắt mắt bởi vì một cái màu đó là màu đen, và tôi sẽ đặt các giá trị về hotline rồi giá trị về tiêu chí của những chương trình khuyến mại nó nằm ở phía trên để báo thông báo cho mọi người biết. Và tiếp theo nó sẽ là một giá trị về thu hút người dùng vào trong cái slide này, và trong cái slide này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị. Lúc này thì trên phương diện khi nào để thiết kế đồ họa thì người ta có rất nhiều kiểu. Một là bạn sẽ chọn cho tôi phong cách đó là màu bệt. Hai là bạn sẽ chọn cho tôi một cái phong cách đó là một cái màu nó tương xứng, có nghĩa là màu bệt là một màu mà từ trái qua phải nó sẽ bằng nhau, từ trên xuống dưới bằng nhau. Và lúc này chúng ta sẽ tập trung vào mặt nội dung của chúng ta luôn luôn phải có giá trị giống như một cái banner cho website. Thì đối với những cái bạn sau này phục vụ cho những hình ảnh về truyền thông trên website thì bạn phải hỏi là dân lập trình là cái kích thước cụ thể chiều ngang là bằng bao nhiêu và chiều cao bao nhiêu, để khi mình thiết kế vào thì nó sẽ lắp ghép vào nó sẽ cực kỳ vừa khít, được không ạ? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là bên tay trái của chúng ta như này và bên tay phải như này. Và tất nhiên khi mà làm thì tôi sẽ cách khoảng cách từ đây đến đây là 24. Tại sao tôi lại chọn 24? Tại sao tôi chọn 32? Bởi vì luôn luôn là cách với giá trị là 8 pixel. Số 8 là còn giá trị để chúng ta là thông suốt tất cả những giá trị khác, được không ạ? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản thứ hai nữa, là các bạn sẽ mở cho tôi một cái phiên bản, đó là chúng ta chọn vào lệnh đưa một cái hình ảnh vào. Và tất nhiên đưa hình ảnh vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta chọn vào Ctrl Shift K, được không ạ? Ok, và sau khi chọn vào Ctrl Shift K xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng của tôi đã có. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn lựa một cái hình ảnh. Và cái hình ảnh lúc này chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau, và tôi sẽ lấy ra. Các bạn sẽ lấy ra giúp tôi, được không ạ? Nào, lúc này thì sau khi đưa xong thì các bạn cứ quét qua thôi. Thì cái đây là một cái hình ảnh cho các bạn. Và tất nhiên quéo qua như này thì răng trái răng phải giữ chuột nó sẽ như này. Và tất nhiên là giữ phím Shift nó sẽ đúng định dạng của các bạn, được không ạ? Đó, và lúc này sau khi đã làm xong cái biểu tượng của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến những cái công đoạn xử lý về mặt đồ họa nhá. Cái này rất là quan trọng đối với những cái bạn về thiết kế nhá. Đó. Và tất nhiên là đối với những cái bạn học về đồ họa nó là một lợi thế. Tại sao lại thế? Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn vào cái điều này thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ làm chính xác. Và chúng ta sẽ biết cách xử lý ít nhất là giá trị về cơ bản về mặt đồ họa sao cho nó đẹp xấu, đúng không ạ? Ok, thì lúc này tôi sẽ đưa cho các bạn một cái phiên bản như sau. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đấy ạ. Chúng ta sẽ có một cái nền tảng cho các bạn lựa chọn.
Ok, lúc này các bạn sẽ có một cái đôi giày, và cái giày này thì nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ phải học cách là tôi sẽ đưa đối tượng vào đây. Nhưng trước khi đưa vào thì cái miếng này tôi cần giá trị là nó giống như cái tông màu của cái background để nó theo cái tông màu của chiếc đôi giày. Đấy là giá trị về chỉnh theo tông nhá. Thì lúc này cái đối tượng của chúng ta đang là màu thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Bước 1 chọn vào hình. Bước 2 là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là cái màu. Và lúc này cái màu của chúng ta thì nó sẽ có dạng là gradient, là dải chuyển sắc. Cũng giống như là các bạn dùng những cái hình xếp, xếp theo kiểu đây là gì, hình vuông và chữ nhật, thì bạn sẽ chọn vào xếp cho tôi. Và sau khi chọn xếp xong thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này nó là được từ trái qua phải, thì cái biểu tượng màu này các bạn nhìn chưa, màu bên tay trái của các bạn là màu sáng và màu bên tay phải là màu đậm. Các bạn nhớ nhé, màu sáng và màu đậm của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ tích thẳng vào vị trí của màu này chúng ta, và có cái bút y và chúng ta chỉ vào đây lấy cái màu sáng nhất của nó là màu này, được các bạn. Rồi bước thứ hai của các bạn là bạn sẽ tích vào đây là cái màu đậm, và cái màu đậm cũng chúng ta có một cái bút thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn vào một cái màu đậm giúp tôi. Và lúc này tôi đã có một cái gradient là từ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Và lúc này sau khi làm xong tôi có cái này. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái tiêu chí là chúng ta sẽ có một cái gradient là từ trái qua phải, từ theo hình tròn. Bạn tích vào đây một cái thì cái điểm tâm sáng của bạn nó sẽ được nhảy, được chưa? Và tất nhiên là cái tâm sáng này của các bạn thì bạn sẽ kéo rộng ra để làm sao, đây là khoảng cách kéo rộng ra chiều chiều ngang của chúng ta. Và chúng ta có thể đặt cái tâm sáng nó nằm bên tay trái và bên này là bên tay phải, đấy tùy theo tính chất của các bạn để bạn làm. Đấy tôi sẽ đặt nha, đúng không ạ? Và giữ shift có thể là theo vuông góc và kéo ra cho các bạn để làm sao nó phù hợp đó. Thế thế là chúng ta có thể điều khiển được cái vị trí rồi, và thậm chí là các bạn có thể kéo lại nếu các bạn mong muốn, được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong thì cái background đã hoàn thiện, và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái thao tác rất là quan trọng, đó là việc là đồ hình. Đấy thì trong Inut thì người ta có thể đồ hình được, Photoshop thì có thể đồ hình được, và cắt cái đối tượng này ra khỏi nền để chúng ta có thể xử lý một cách, bởi vì ở đây nó sẽ dính đến rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến việc là chữ này, liên quan đến cái biểu tượng này, nhìn thấy chưa, nhiều thứ quá, mà nhiều như này thì chúng ta làm một cách nào, đúng không? Lúc này chúng ta sẽ phóng to lên, và để muốn đồ hình một cách chính xác thì chúng ta có đưa ra đối tượng như ra ngoài như này. Và trước khi đưa ra như này xong thì các bạn thấy là cái diện tích của cái giao diện màn hình, giao diện của cái thiết kế này của chúng ta nó đang bị ngắn quá, thì chúng ta sẽ làm sao giữ phím Ctrl và tích thẳng nó, và giữ phím Ctrl và kéo xuống. Đó, chúng ta sẽ kéo xuống cho nó dài lại. Được không ạ? Rồi bước số 2 là các bạn sẽ nhớ cho tôi một cái lệnh này, nếu bạn là chưa biết thì hãy chọn cho tôi. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi đặt một cái biểu tượng tên là chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Ctrl R nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi là Ctrl R để chúng ta đặt tên lại nè. Đó, và chúng ta sau khi đã chọn vào xong thì chúng ta đã có được cái biểu tượng background rồi. Và tiếp theo nữa là cái này của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn lựa bằng cách là chuột phải. Lúc này chúng ta sẽ có lệnh là Ctrl Shift L cao, nó là lock lại. Khi lock lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng hình của chúng ta sẽ không tích vào được nữa. Các bạn nhìn nhá. Và tất nhiên chúng ta muốn mở ra thì chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí của đối tượng đó và chọn vào Ctrl Shift L lần thứ hai thì nó lại mở ra như bình thường và chúng ta dịch chuyển. Vậy thì tại sao tôi phải làm điều này? Bởi vì khi làm điều này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đồ hình nó không bị xê dịch. Đặc biệt những người bạn mới học, chúng ta chuột phải chọn vào Ctrl Shift L, được chưa? Rồi sau khi đã làm xong này thì chúng ta sẽ phóng to lên và chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng công cụ. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với công cụ pen. Các bạn nhớ nhá, công cụ pen của chúng ta nó đây được ký hiệu đấy, các bạn là chữ P. Và trong cái công cụ pen này nó rất là đơn giản đấy, chúng ta sẽ phóng to và chúng ta đồ từng tí một. Và trong quá trình khi đồ thì các bạn nhớ cho tôi đó là gì ạ, chúng ta sẽ tắt bỏ lưới đi, bởi vì chúng ta có nhiều lúc phải cứ ở bật lưới này thì đôi lúc nó sẽ bắt điểm cho các bạn, thì chúng ta sẽ tắt lưới đó nhá. Rồi phần thứ hai, tiếp theo bạn hãy chọn vị trí để hạ cánh của cái đầu bút của chúng ta, thì chúng ta sẽ tích vào đây. Ví dụ chúng ta tích vào đây một điểm. Và sau đó thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đồng thời chỗ này nó hơi cong một tí thì bạn tích vào đây và kéo chuột luôn. Được chưa? Và trong quá trình khi kéo chuột thì nó sẽ sinh ra cái cánh tay đòn, cánh tay 1 và 2 thì các bạn có thể tích vào đây thì làm sao? Cái điểm chốt của cái cánh tay đòn trước và sau chúng ta tích vào đây thì nó sẽ mất cánh tay đòn cho các bạn. Và lúc này chúng ta sẽ tích vào đây và bắt đầu bẻ cong lên một tí. Được chưa? Rồi, cũng tích vào đây. Và trong quá trình khi mà các bạn bẻ cong thì các bạn nhớ là cái phần chấp của chúng ta đang hơi to. Các bạn có thể chọn vào cho tôi và giá trị là 0.5 để cho cái nét nó bé hơn, để chúng ta đồ cho chính xác hơn, nhìn nó dễ hơn. Đấy, ví dụ thế. Đó, thì cái này thì tôi nghĩ rằng là những các bạn nào học đồ họa thì nó sẽ rất là ok. Còn những người mới học thì chúng ta vẫn học được như bình thường.
Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai là tôi cầm ở đây và tôi kéo theo chiều đường cong. Tiếp theo tôi lại cắt cánh tay đòn. Tiếp theo tôi sẽ cầm ở đây, tôi kéo vào đây, tôi kéo theo chiều cánh tay đòn và tôi sẽ có những trường hợp mà tôi không cần phải cắt cánh tay đòn bởi vì cái đoạn này nó cua cua rồi thì tôi sẽ cua luôn. Và tôi kéo theo chiều đường cong luôn. Đó. Rồi, tiếp theo và trong quá trình khi đồ thì các bạn lưu ý cho tôi là đồ thì cái việc tuyệt đối là không có. Nhưng mà vấn đề là cũng đừng quá đáng là nấn tận sâu vào trong. Nó cắt một cái phần hình của các bạn nó sẽ được dễ đẹp hơn. Tôi sẽ kéo ở đây, tôi kéo theo chiều đường cong. Và tất nhiên trong quy trình khi kéo thì giữ phím Ctrl để chúng ta có thể làm sao bẻ cong cái cánh tay đòn bên này, bẻ cong tay đòn bên này. Và tất nhiên buông chuột Ctrl ra thì nó lại trở về như pen như bình thường. Và chúng ta lại tiếp tục như bình thường, được chưa? Và ok, chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong. Rồi chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong. Đây là những đối tượng dạng cơ bản thì tôi đang nói cho các bạn trong trường hợp này. Còn có những trường hợp nó sẽ phức tạp hơn thì chúng ta sẽ đi bài những cái bài sau. Nhưng trong trường hợp này chúng ta muốn hoàn thiện cái phần slide. Đó là phần một trong những cái cấu trúc rất là quan trọng trong việc thiết kế website. Nó là nơi chứa đựng những cái giá trị mà gọi là cái gì? Cái mong muốn của khách hàng nó nằm ở đây nhé. Các bạn để ý cho tôi một tí để chúng ta có thể chính xác và chúng ta có thể chọn vào vị trí này. Để làm sao chúng ta sẽ dịch chuyển vào vị trí của đối tượng lên phía trên một tí và chúng ta sẽ bẻ cong lên một tí, được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ quay trở về với P để chúng ta sẽ vẽ tiếp, đúng không ạ? Chúng ta tích vào đây và chúng ta vẽ tiếp như bình thường. Rồi, chúng ta sẽ đồ lên đây, cắt cánh tay đòn, bẻ cong theo chiều đường cong và tất nhiên phóng to. Rồi giữ phím cách để lật chuyển sang bên tay phải, bên tay trái. Chúng ta tích vào đây và bẻ cong theo chiều đường cong. Uốn lượn sang bên này là bẻ cong theo chiều đường cong và chúng ta kéo theo chiều đường cong. Ok, và thu nhỏ lại. Và tất nhiên chúng ta sẽ đồ tiếp theo đến phần này. Và làm sao để khi chúng ta nhớ một điều rằng là trong quá trình khi làm thì các bạn nhớ là đồ càng nhiều thì cái khả năng về pen của các bạn sẽ tốc độ và chính xác nó sẽ cao hơn đối với những người mà không đồ. Và những người đầu tiên là khi các bạn chọn vào đây xong thì các bạn nhìn này, muốn dịch chuyển cái điểm này các bạn có thể quay trở về với công cụ. Các bạn nhìn nhà V chưa? Công cụ pen này của các bạn thì bạn là vẽ rồi, cái này là bẻ cong này và tất nhiên cái này là đổ màu này, cái đan là chấp nhận đã xong, được hoàn thiện cái pen của các bạn đã đổ xong. Đấy, thì các bạn có thể làm như vậy cho tôi và tất nhiên tôi sẽ kéo ở đây, tôi sẽ kéo lên đây. Tiếp theo tôi sẽ kéo đến đây và tôi sẽ đổ đến đây chính xác và tôi sẽ kéo đến đây, tôi kéo đây và tôi sẽ kéo đến đây. Tất nhiên nếu mà làm trên Photoshop thì chúng ta sẽ rất là nhanh, nhưng hôm nay tôi rất là mong muốn là tôi sẽ làm hoàn toàn trên Figma cho các bạn xem bởi vì cái cách xử lý của chúng ta đã rất là quen rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, nếu bạn nào theo dõi tôi thì chắc chắn biết điều này. Ok, nếu mà cái này các bạn sẽ xem bài trước hôm nọ tôi vừa dạy cho các bạn, đó là về cái cách thức mà tôi dạy về cái phần đầu tiên của thiết kế website của chúng ta mà dành cho những người bạn mới học. Mà nếu mà bạn thấy hay, mà bạn thấy hữu ích thì bạn cứ theo dõi những cái phần nội dung của tôi. Và tất nhiên hãy đăng ký kênh để và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những cái cơ hội video clip cho lần sau. Tất nhiên chúng ta sẽ ra được rất nhiều bài khác nhau. Ok, kéo vào đây và chúng ta sẽ kéo vào đây và cái tối ưu cuối cùng là bạn làm ra một cái website. Và website đấy phải có giá trị, nó giống như một cái giá trị về truyền thông và làm gia tăng số lượng khách hàng và truyền thông về khách hàng, về thương hiệu. Và cũng giống như làm thế nào để người ta có thể có những chỗ để người ta tương tác để có thể mua hàng online bởi vì nó là xu thế, các bạn nhớ nhá. Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây. Chỉ website nó không đơn giản như là ngày xưa chúng ta làm chỉ là chứa đựng thông tin đó. Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta đặt vào đây. Đó, tôi sẽ kéo ở đây, tôi kéo ở đây. Đấy, sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là thu nhỏ lại. Tôi đã đồ xong hoàn toàn toàn bộ tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ ấn vào đăng. Đăng là chấp nhận đã xong rồi, chúng ta cần. Và đối tượng của chúng ta nó là một cái hình bao quanh xung quanh và lúc này sau khi bao quanh xung quanh xong đây các bạn sẽ nhìn này, nhìn chưa? Và trong quá trình khi mà các bạn đồ xong như này thì bỗng nhiên cái chỗ này chúng ta chưa chính xác thì bạn lại quay trở về với cái thuộc tính đó là gì? Các bạn nhìn chưa? Và chúng ta có thể edit lại. Và chúng ta edit lại thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cách nào thì các bạn nhìn thấy cho tôi là cái công cụ của chúng ta là pen đúng không? Và chúng ta sẽ tích vào đây là V thì chúng ta có cánh tay đòn để chúng ta có thể bẻ cong cái này ra. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta bẻ cong này ra. Được chưa? Và chúng ta sẽ bẻ cong này ra. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi bẻ cong thì bạn có thể giữ phím an bạn bẻ cong theo từng chiều của cái cạnh đó rất là dễ dàng. Đó. Sau khi làm xong bạn ấn vào đăng cho tôi thì là các bạn đã cũng sẽ có mường tượng và chúng ta cũng hiểu sơ bộ về cái công cụ pen của chúng ta đồ hình. Tác dụng đầu tiên của pen là đồ hình. Tác dụng thứ hai để sau này chúng ta sẽ làm đó là tạo ra những cái bố cục khác biệt để cho cái phần thiết kế website của bạn nó sẽ có tính năng, nó sẽ có giá trị để bắt mắt và ấn tượng.
Rồi, sau khi đã làm xong thì cái chốc của chúng ta đang là màu đen và chúng ta sẽ có hai giá trị, một là bạn đổ phin cho tôi là giá trị là một cái màu nào đó, được chưa? Để chúng ta cho cái ảnh chui vào, nó giống như cái mặt nạ đấy trên Photoshop và Inuk. Thì đối với cái trong trường này thì nó giống như Inuk thì các bạn có thể dùng Shift X. Shift X nhá, thì nó sẽ đảo ngược giữa nét và màu cho nhau. Đấy, bạn có thể lựa chọn thế nào cũng được. Chúng ta ấn vào Shift X nhỉ. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay tức cái màu của tôi là màu đen và cái nét của tôi là không có gì luôn. Các bạn ấn Shift X lại thì sao? Thì nó lại trở về viền. Đây, Shift X, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái đối tượng rồi thì các bạn nhớ đừng quên một cái thứ rất là quan trọng của các bạn là bạn khóa hình lại rồi thì bạn sẽ phải chuột phải chọn vào Ctrl Shift N để mở hình ra. Lúc này, theo thông lệ bình thường, để muốn cho ảnh chui vào khung thì cái ảnh của chúng ta phải nằm trên và cái khung của chúng ta phải nằm dưới. Nên là các bạn sẽ chọn thuộc tính cho tôi là cho cái này xuống dưới bằng lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Hoặc là các bạn sẽ cho đối tượng này lên trên bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Đó. Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ quét quả cả hai. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vector của chúng ta đang là cái ảnh. Và cái vector đôi giày của chúng ta là cái này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Ảnh của chúng ta đây. Chiếc giày đây. Và cái vector của chúng ta vừa đồ xong là cái này. Được chưa? Chúng ta chọn cả hai. Các bạn nhớ nhé, chọn cả hai. Và sau khi chọn cả hai xong thì nó sẽ có biểu tượng là map cho các bạn là Ctrl M, có nghĩa là nó sẽ đưa cái ảnh vào chung trong cái khung đúng chỗ đó. Tôi tích vào đây phát ngay tức các bạn sẽ nhìn thấy đôi giày tôi đã cắt xong. Ok, và lúc này các bạn rất là đơn giản là chúng ta sẽ phóng to đối tượng lên, chúng ta chọn đối tượng và đưa lên thôi. Thì đối tượng này đã là không có nền rồi, nhìn chưa? Và đối tượng giày thì các bạn nhớ cho tôi là giữ vào vị trí Shift để tôi sẽ căn đong đo đếm cho nó tỷ lệ đồng dạng, có thể là như thế này. Và tất nhiên là trong quy trình khi làm thì các bạn để ý cho tôi là tôi luôn luôn bật cái giá trị là lưới lên. Bởi vì khi mà các bạn làm lưới rồi thì tôi sẽ chọn là cột từ đây. Tôi có 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. Thì cái giá trị số 5 của các bạn bạn có cần để không? Ví dụ có nhiều người để to như này được không? Được chưa? Đấy. Giá trị 5 mà nói thấy hơi khó quá thì các bạn có thể thu nhỏ này. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị số 4. Chúng ta đặt một cái vị trí này. Và đôi giày của chúng ta, và có nhiều người bảo là cần to ra thì như này thì các bạn sẽ phải thay đổi cho tôi là xuống dưới một tí nữa. 68 thì tôi sẽ chọn vào 400, thêm 100 nữa thì có được không? Thì đấy là cái phần background. Nhưng cái phần thêm này các bạn phải nhớ cho tôi là sau khi xuất thành website thì cái phần tỷ lệ, cái phần khung hình phía trên giống như các trình duyệt của IE, rồi trình duyệt của Cốc, rồi trình duyệt của Chrome thì nó sẽ phải là nhìn được. Các bạn lưu ý cho tôi việc này bởi vì cái này là phần mà người ta sẽ tập trung được vào nội dung của chúng ta. Được không ạ? Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn vị trí là tôi sẽ chọn cái này. Và tất nhiên để muốn xem được thì các bạn ấn vào biểu tượng là Preview, là Ctrl Shift nha. Đây, Ctrl Alt đây, Preview. Và sau khi chọn là Preview xong thì các bạn sẽ chờ đợi để xem là cái hình của chúng ta nó có chuẩn không. Ok, vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho to một tí nữa thì có ảnh hưởng gì đến cái nội dung thiết kế không? Các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhé. Đấy, nội dung này. Đấy, thì có nên cho vào không? Nếu mà bạn thấy hợp lý thì bạn cho vào cho tôi. Còn nếu không thấy hợp lý thì bạn sẽ tăng giá trị lên cho tôi, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta tắt bỏ cái này đi. Được không? Rồi, chúng ta quay trở về với cái này thì cái này tôi sẽ tăng giá trị này. Tôi sẽ tăng lên giá trị là 416. Ok, tôi sẽ chọn là 416. Và sau khi chọn 416 thì tôi sẽ chọn đối tượng này và tôi giữ Shift, tôi tăng cái giá trị này lên. Cái bóng đổ của tôi sẽ đặt nhẹ. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn là 416 thì bạn có thể tăng lên một giá trị nữa là tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ lên khoảng 32. Các bạn nhìn thấy tôi 32 chưa? Và cái hình này của tôi đặt vào vị trí này là tương đối ổn rồi. Tôi sẽ chọn nó. Được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nội dung rất là hay. Và nội dung này thì chúng ta sẽ đặt lên. Trước khi đi đến nội dung thì chúng ta chọn vào Shift G để tắt và bật. Và lúc này tôi có một chiếc giày. Cái giày này của các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng bóng giống như hiệu ứng bóng đầu tiên. Chúng ta sẽ đặt bóng của đối tượng và cách làm bóng trên một website thì như thế nào thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Đó là đây là một trong những cái cách xử lý có thể là làm trên Shopee hoặc làm trên những sản phẩm các bạn trình bày, nhưng đây là dạng đơn giản nhất nhé. Các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính đó là ellipse và được ký hiệu là chữ O và các bạn vẽ ra cho tôi. Và trong quy trình khi mà chọn vào xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Màu đối tượng này thì các bạn sẽ chọn vào nó và dùng bút y và chỉ vào cái màu đậm của đối tượng của chúng ta. Và sau khi chọn xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ đặt sát đây hoặc là đặt xa tùy theo tính chất của các bạn. Và lúc này thì cái đối tượng này bạn sẽ thu nhỏ vào để nó sẽ có cảm giác. Và cái đối tượng này các bạn nhớ là cái ellipse này của chúng ta dưới cái giày. Nên là các bạn sẽ chọn cho tôi là một cái vị trí dưới cái giày nhá. Tôi sẽ cầm và kéo xuống dưới đây. Được chưa?
Và nếu mà muốn tốt nữa thì bạn sẽ chọn vào vị trí là làm thế nào để chúng ta có thể quản lý theo khu vực, thì tí nữa cái phần slide này tôi sẽ gom nó trở thành một cái group để cho các bạn dễ hơn, được chưa? Rồi tiếp theo, sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hiệu ứng trên cái phần slide này. Bóng của đối tượng thì thường thường nó sẽ phải làm sao nó nhòe, mà nhòe thì phải làm sao à? Chúng ta sẽ phải có effect đây, effect đấy nha. Nó sẽ có hiệu ứng mà đơn giản nhất để cho cái thiết kế của bạn một cách hợp lý, và bạn làm đấy, bạn sẽ ấn vào dấu cộng giúp tôi. Và sau khi dấu cộng thì nó sẽ có drop shadow là bóng, nhưng mà nó sẽ sổ cái này xuống để nó chọn vào hiệu ứng, thì cái đây là nó sẽ có layer blue, có nghĩa là làm nhòe đối tượng đấy, thì tôi sẽ chọn cái này. Và sau khi tôi chọn xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần này là phần cài đặt của chúng ta effect setting, và chúng ta đang chọn vào hòa trộn là nhòe là 4. Tôi sẽ chọn cho nó lớn hơn, ví dụ tôi sẽ năn chuột và tôi sẽ làm sao, tôi sẽ kiểu mà tôi năn chuột ý, được không ạ? Nhá. À, các bạn sẽ chọn cho tôi cái hiệu ứng này, tôi sẽ năn chuột như này, đấy, kéo ngang này, nó sẽ nhòe dần cho các bạn, và tôi thấy là cái hiệu ứng này nó khá tốt rồi thì tôi sẽ chọn nó, được chưa? Phần thứ hai nữa là ở đây nó có một cái thuộc tính là nó là một cái màu bệt, là nên là các bạn sẽ nhớ là sau khi đã có bóng rồi thì tôi sẽ chọn cho nó thứ hai là hòa trộn. Thì trong cái phần một layer nó sẽ có tính năng hòa trộn cho tôi, thì thường thường tôi dạy bên Photoshop thì tôi sẽ hay dạy multi là làm đậm màu. Và tiếp theo cái màu này của bóng thì các bạn sẽ làm sao, chúng ta sẽ chọn vào gradient. Tại sao tôi chọn vào gradient mà không phải là giá trị khác? Các bạn sẽ có hai giá trị cho tôi là đảo ngược cái vị trí của màu chúng ta, đảo ngược bên là đậm bên này và bên này là bên sáng. Thì cái bên đậm này thì tôi sẽ tích vào nó, và cái đây là màu của tôi thì đây là nó sẽ có lệnh là tỷ lệ phần trăm của cái màu này, thì tôi sẽ giảm về không thì nó sẽ là trong suốt, nó giống opacity đấy, các bạn ấn vào enter lúc này nó sẽ trong suốt nha. Thì tôi tạo ra một cái bóng rất là đơn giản, và các bạn có thể kéo nuôi vào đây để là cái bóng của chúng ta đậm hay nhạt, hoặc là có thể là kéo nuôi ra nha để cho nó cái bóng dày của chúng ta một cách tốt hơn. Rồi sau khi đã làm xong thì bạn đã thấy là tôi đã làm ra một cái hiệu ứng bóng rất là đơn giản, và chúng ta có thể đặt nuôi vào trong và đặt xa hoặc đặt nhảy đấy, tùy theo tính chất là muốn bay trong không trung thì đặt xa cái hình ra, còn muốn đặt sát thì nó đặt trên mặt đất thì sẽ như này đấy, tùy theo tính chất. Có rất nhiều những cái thương hiệu lớn thì người ta đã dùng như này rồi, được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đi đến cái phần nội dung bên tay phải của chúng ta là bên này, và tất nhiên chúng ta chọn là ship g. Trong cái phần này thì của các bạn nó sẽ có những cái nội dung như sau, nó là khuyến mãi có hạn để tăng cái sức nóng lên, thì đây là cái nội dung của dân marketing nó đưa lại cho các bạn chứ không phải là các bạn tự đưa ra, và nó phải phù hợp với chiến thuật của bán hàng của chúng ta. Đấy là giá trị về trải nghiệm người dùng và tăng cái giá trị kích thích, và đã nghiên cứu quá nhiều từ giá trị là người dùng đó làm thế nào để người ta có thể hấp dẫn. Và tất nhiên đôi giày này là đôi giày đã nằm trong tầm ngắm của sự nghiên cứu của khách hàng của chúng ta rồi, nhớ là cái này nó sẽ là người ta đo được sức bán. Một là đây là sản phẩm mới ra đã quảng cáo truyền thông rồi, hai là cái sản phẩm này đã được bán rất nhiều và được rất nhiều người ưa chuộng bởi vì cái dáng dấp nó rất là đẹp. Đế nó sẽ là như thế nào là người ta đều hiểu được chưa? Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text, và cái text thì các bạn ấn vào chữ T cho tôi, làm rất là đơn giản này. À, sau khi tôi chọn xong thì tôi tích thẳng ở màn hình, và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là khuyến mãi, chúng ta sẽ chọn vào khuyến mãi. Ok, chúng ta chọn vào khuyến mãi. Được chưa? Chúng ta chọn vào khuyến mãi có hạn. Trong phần này thì tôi sẽ chọn vào khuyến mãi có hạn. Đây là một nội dung. Và tiếp theo tôi giữ phím an và tôi copy cái nội dung ấy ra, copy bằng phím an. Và cái nội dung thứ hai thì các bạn nhớ cho tôi là lên đến 50%. Ok, chúng ta chọn vào lên đến 50%, các bạn nhớ nhá. Rồi. Ok, và sau khi đã chọn lên đến 50% rồi thì chúng ta sẽ có một cái nội dung tiếp theo nữa. Nó hai cái cụm trên là cụm chính, là cụm dưới sẽ là cụm phụ của các bạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái câu như là nâng tầm phong cách cơ bản của bạn với một chủ quyền quyến rũ chẳng hạn. Ok, chúng ta sẽ thích vào đây và chúng ta sẽ đánh một cái từ nha. Nâng tầm, được chưa? Phong cách. Rồi, chúng ta sẽ có và cơ bản. Rồi, chúng ta với một chút được chưa? Ok, và sau khi mà tôi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở dưới chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa, đó là một cái nút, và chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là mua ngay. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây.
và chúng ta sẽ chọn vào mua ngay. Được chưa? Rồi, sau khi đã có một cái giá trị nội dung thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cái giao diện của chúng ta nó như thế nào. Thì tôi sẽ bật một cái file cốc cốc lên. Thì đây là một cái nguyên tắc để học về chữ, thì các bạn rất là đơn giản, nên chúng ta chọn vào phần cái phần trang và chúng ta sẽ chọn vào phần chúng ta sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta tìm đến một cái nơi mà chứa đựng cái quy định về cái việc mà thiết kế cái phông chữ cho website của chúng ta. Chúng ta có thể kéo lên. Được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái trang web, nhưng tóm lại chúng ta sẽ chọn một cái kích thước của phông chữ. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lăn chuột. Ok, chúng ta sẽ sổ xuống. Chúng ta sẽ lăn chuột. Nó sẽ có những cái dạng cho các bạn. Chúng ta lăn chuột tiếp theo. Tôi đã lưu lại cho các bạn rồi, thì các bạn có thể vào cái trang web để chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta sẽ biết rằng là cái phông chữ của chúng ta kích thước bao nhiêu đây. Các tiêu chí của kích thước chữ trên một trang web. Thì lúc này sau khi vào đây thì nó sẽ mặc định cho các bạn luôn luôn cái kích cỡ mà chúng ta làm quen, đó là giá trị là 16 pixel. Là giá trị đầu tiên để chúng ta làm. Giống như tại sao tôi hãy chọn là kích thước của cái chữ là 16 là vì thế. Được không? Và nó sẽ chia theo giá trị từ H1 đến H2 đến H3 đến H4 đến H5 và H6. Thì các bạn nhớ một điều rằng đây là tính theo RAM và tính theo pixel, nó sẽ là như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy 16 của chúng ta là PD. Đây. Và chúng ta sẽ có H6, H5, H4, H3, H1. Và tất nhiên bên này nó sẽ có tiêu chí này. Cái nhiệm vụ của chúng ta là H1 của chúng ta, nó chính là cái tiêu chí của cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có kích cỡ là rơi tầm khoảng 78 pixel. Các bạn sẽ nhìn thấy 78 pixel, thì lúc này các bạn sẽ biết rằng cái tiêu chí chữ của tôi sẽ chọn đầu tiên đó là chính là 78 pixel. Thì các bạn có thể chọn sau này thì các bạn đặt một cái style cho cái cụm chữ của H1, H2 và H3 của các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi mà tôi đã hiểu được này, tôi bật cái này lên thì tôi sẽ lại bật cái công cụ lên, tôi sẽ chọn được cái này. Và tất nhiên tôi sẽ gõ vào giá trị Roboto và tôi sẽ chọn là đây là 78. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn là 78 pixel. Enter. Thì đây là cái chữ của tôi. Và cái chữ này thì các bạn nhớ là nếu mà nó quá to thì chúng ta cần phải tính lại, bởi vì lúc này tôi sẽ chọn cho nó chỉ phạm vi từ đây đến đây thôi. Thì đây các bạn sẽ quay trở lại với cái chữ của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ chọn 78. Nhìn chưa? 78 của chúng ta nó khá to thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này. 78 rồi 81 rồi 39 này. Các bạn nhìn thấy 16 này. Ok, và 16 đến 19 đến 23 đến 27 33 và chúng ta chọn 47 đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Lúc này thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí để chúng ta làm về cái thiết kế của chúng ta, thì lúc này tôi sẽ chọn vào 47 nhá. Các bạn nhìn này, quên mất chúng ta sẽ chọn vào 47. Và cái này thì tôi sẽ gõ vào đây, tôi sẽ chọn là 47, enter. Thì lúc này cái thiết kế của chúng ta sẽ như này. Và tôi cũng dự trù là giá trị của tôi là bên này sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì bên này cũng 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái đây là tiêu chí của tôi. Và cái chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tôi sẽ để cho nó một cái kích thước. Và cái kích thước này thì các bạn sẽ chọn cho tôi chữ A. Và cái chữ A của tôi thì nó có một cái tiêu chí để chúng ta ấn vào đây. Để chọn vào cái giá trị này, chúng ta sẽ là chữ cái đầu tiên của chúng ta là chữ in hoa. Nên là bạn có thể chọn vào đây. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Đó. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn một cái phông chính, thì tôi sẽ chọn mà cho nó bold lên, không phải là phông chữ thường, tôi chọn bold nha. Đấy, chữ có hạn. Và cái màu này thì của các bạn có thể đã chọn màu đen. Và nút thì tí nữa chúng ta sẽ chọn nút đỏ. Cái nên đến này thì tôi sẽ chọn vào cái tiêu chí thứ hai. Và cái tiêu chí thứ hai nha, thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào kích thước thứ hai, thì tôi lại bật trở lại với cái trang web, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tiêu chí này nó sẽ là nếu quá nó khoảng 39 có được không, hay là 33 được không. Đấy, tôi sẽ chọn vào 33 để nó nhỏ đi một cỡ, hoặc là tầm này 39 và 33. Chúng ta sẽ quay sang đây, chúng ta sẽ chọn vào 33, enter. Và sau khi đã có cái tiêu chí này lên đến đây rồi thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ căn sang trái, căn sang phải rất là rõ ràng của chúng ta. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể chọn lên 39 để nó to tầm này, và khoảng cách số 1 và khoảng cách số 2 của các bạn thì nó sẽ có một cái kích cỡ là khoảng cách này, thì tôi sẽ chọn là số 8 để dòng trên và dòng dưới có thể là chọn nhảy. Tại sao tôi chọn nhảy? Các bạn có thể chọn là 10 thứ hai là 16, enter nhảy.
Được chưa? Đấy thì lúc này tôi sẽ chọn là 8 thôi. Bởi vì cái kích cỡ thì tôi muốn rằng là khoảng cách giữa các tỉ lệ. Tiếp theo, sau khi đã chọn xong được cái vị trí của chúng ta rồi thì cái này là cái chữ mà mô tả thì tôi sẽ đặt lên đây. Thì cái này tôi sẽ đặt là 16. Đây là cái khoảng cách của tôi sẽ chọn nó và tôi chọn 1, chọn 2 và tôi cũng tương tự như vậy tôi sẽ gõ vào đây là số 8. Và cuối cùng là một cái nút mua ngay của chúng ta thì chọn vào đây. Được chưa? Cái mua ngay này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái nét đậm. Cái bôn đậm. Và cái chữ này thì khả năng tôi sẽ chọn màu trắng và nó sẽ có đường bao quanh. Được không ạ? Thì đây là cái giá trị nội dung của chúng ta. Chúng ta chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi. Tại sao chúng ta lại tạo ra một cái bố cục tự động mà không phải sắp xếp nữa? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là tạo ra bố cục tự động, sắp xếp tự động. Nó chính là Auto Layout. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn đây. Và để muốn có được Auto Layout thì cái đối tượng của chúng ta sẽ có cái gì? Đây ạ, nó sẽ bên này là cụm chữ chúng ta phân tích này. Chắc chắn ở đây là đối tượng cụm chữ rồi. Và đối tượng cụm chữ của chúng ta thì nó sẽ có dạng là một cái là các đối tượng riêng biệt hoặc là các group của Auto Layout để nó tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái đối tượng này của chúng ta làm thế nào? Đây ạ, tôi sẽ chọn vào đây là 1, 1, 2 và 3, đây là một cụm. Cái 3 cái này là một cụm thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái vị trí như sau là chọn vào 1 này, chọn vào 2 này và chọn vào 3 này. Và lúc này chúng ta muốn biến thành Auto Layout là sắp xếp tự động thì bạn sẽ chuột phải cho tôi chọn vào Shift A. Shift A là Auto Layout. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho tôi là ghi một cái tên rất là rõ ràng đấy. Và cái này sổ xuống như nó gồm có khuyến mại, nó có lên đến 50%, nó có nâng tầm. Đấy, tôi làm rất là kỹ cái này cho các bạn. Và tất nhiên là cái này của các bạn thì Ctrl R để chúng ta thay đổi cái tên. Và chúng ta sẽ chọn là nội dung. Nội dung khuyến mãi. Được chưa? Được chưa? Rồi, phần thứ hai là cái nút này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nút và tôi cũng dùng Shift A để tôi tạo ra nút cho nó. Tôi sẽ chọn vào nút nhé. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là chuột phải chọn vào công cụ Shift A. Thì nó là Auto Layout nên là tôi sẽ chọn cho nó một cái chuột phải và Ctrl R như bình thường. Và cái này là nút mua ngay. Tôi sẽ ghi rất là tiếng Việt nha. Mua ngay. Để sau này khi mà các bạn làm được các bạn còn viết ở đâu được không ạ? Và cái nút mua ngay này sau khi Auto Layout xong thì nó có các thuộc tính là sao thì các bạn để ý sang cột bên tay phải giúp tôi. Đây là căn sang phải giữa này. Lúc này chúng ta đang chọn là màu của đối tượng chữ của chúng ta đang chuột đây là màu đấy. Thì lúc này nó có một giá trị phim cho các bạn. Các bạn sẽ đổ cái màu một cái nút của tôi nó sẽ là màu của thương hiệu. Nên tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng dấu cộng. Có nghĩa nó sẽ tạo ra một cái hình bao xung quanh của cái nút mua ngay của các bạn. Bạn tích vào đây. Đấy thì không cần phải là vẽ hai đối tượng là một chữ xong một cái hình nữa thì nó sẽ rất là lâu. Được không ạ? Thì các bạn sẽ tích vào đây dấu cộng cho tôi. Đấy thì đầu tiên nó đang là màu trắng. Và sau khi đã chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ làm thế nào? À, cái này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu đỏ. Giống như cái màu đối tượng của chúng ta và thậm chí là chúng ta có thể tích vào đây. Sau này từ màu đến chữ của chúng ta phải theo nhận diện thương hiệu, được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được có này, được chưa? Và cái nút này của các bạn nó sẽ tiêu chí là sẽ có chiều cao là giá trị là 35 đấy và ngang 78 đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này nó sẽ có căn sang ngang của chúng ta là 8 pixel và chiều này là 8 pixel của các bạn. Đây là nút mua ngay của các bạn. Và cái nút mua ngay lúc này thì chúng ta sẽ thay đổi bằng cách là sao? Nó gồm có màu của hai phần. Màu chữ thì trong trường hợp đặt trên nền đỏ nha thì chắc chắn phải là màu trắng rồi thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi và chọn một cái màu trắng. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ chọn vào phương thức là gì ạ? Tại sao lại có cái việc là khi ấn vào Auto Layout thì nó sẽ có căn sang trái, căn sang phải đấy. Thì bạn đang căn vào giữa, tôi tích vào đây là sang bên tay phải của các bạn. Đấy ạ. Thì các bạn không phát hiện được ra bởi vì tôi kéo này để cho nó cái nút nó có thể rộng ra, được chưa? Đấy, rộng ra, đấy. Thì sau khi mà kéo rộng ra thì các bạn nhớ cho tôi là đấy là căn sang phải, căn sang trái. Đây, tôi sẽ gõ vào đây. Tôi sẽ chọn cho nó một cái giá trị là ví dụ như 16 Enter như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cách khoảng cách từ bên này sang bên này của tôi là 16. Và khoảng cách bên này thì nó sẽ không có được tiêu chí bởi vì chúng ta đang chọn theo phương thức như thế này. Thì lúc này khi mà chúng ta sẽ chọn vào giữa thì nó sẽ vào như này và sang bên phải nó sẽ như thế này. Đấy, nó tùy theo tính chất của các bạn. Nếu mà bạn chọn center giữa nha và bạn muốn rằng nó đúng kích thước bên này là 8, bên này thì ở đây nó sẽ có cái lệnh cho các bạn là khi các bạn cố định theo chiều nằm ngang và chiều nằm dọc đây chúng ta sẽ sổ xuống. Ở đây nó sẽ có một giá trị là khoảng cách giữa các ký tự đấy. Tôi cho chọn vào đây. Có nghĩa là cái container này là cái khung bên ngoài bạn tích vào đây thì nó sẽ làm sao giãn đều cho các bạn.
được chưa, giãn đều. Và tiếp theo là bên này là fix theo chiều dọc, thì các bạn cũng tương tự như vậy, container thì nó sẽ là giãn đều cho các bạn. Và lúc này sau khi tôi đã chọn xong thì lúc này tôi sẽ cử gõ vào đây là số 8 này, tự khắc nó sẽ là sao đó bạn nhìn chưa. Và chúng ta sẽ chọn ở đây kéo nó tự giãn đều cho các bạn, từ đây nó luôn luôn vào phía giữa cho các bạn, được chưa. Và tất nhiên trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào giá trị đó, cố định giá trị này lại. Rồi sau khi đã có cái nút xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi, thì nó sẽ có một cái sự bo góc cho các bạn, thì các bạn sẽ chọn vào đây. Thì có nghĩa là khi tạo xong bạn có giá trị về màu sắc này, các bạn có thể giá trị về chữ này, được chưa. Đây ạ, chúng ta sẽ có hai phần màu, màu sắc của đối tượng của chúng ta là màu gì, màu màu đỏ này, chúng ta sẽ có một cái chữ chúng ta là màu trắng này. Đấy, các bạn có thể làm cho tôi nha. Và tất nhiên là trong quy trình khi mà các bạn đặt như này thì bạn sẽ có một cái lệnh vo góc cho các bạn bên tay phải, bạn gõ vào đây cho tôi sẽ gõ lại rơi tầm khoảng 8 để vo góc, thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ có một cái vo góc nút nha, được chưa. Và trong cái phần nút này các bạn muốn cho nó to ra thì bạn có hai sự lựa chọn, một là cái phông chữ của chúng ta đang là bao nhiêu, ví dụ phông chữ của chúng ta các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, và lúc này tôi có một cái phông chữ bên trong, và cái phông chữ bên trong tôi đang để 16 thì tôi có thể tăng giá trị lên là bao nhiêu. Ví dụ như trong cái phần chữ của chúng ta thì cũng có một cái tiêu chí nữa, từ 16 của các bạn có thể lên đến 19 đến 23. Đấy, các bạn nhìn 23 chưa? Đấy, các bạn có thể chọn 23 thì để phông chữ nó to lên, để cái nút của bạn nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì cái giá trị đồ họa thì nó sẽ bắt mắt hơn chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn nó cho tôi. Vậy thì trong trường hợp này các bạn gõ vào đây cho tôi là 23 thì nó sẽ to ra như này. Và tất nhiên to ra như này thì các bạn sẽ nhìn được cái nút nó to là cái chắc rồi, được chưa. Đấy nha, các bạn nhìn thấy nha. Và chúng ta có thể chọn 23 hoặc 24, 16 đến 24 là chuyện đương nhiên. Và khoảng cách của chúng ta là từ trên là 8, từ trên là 8 như này. Và khoảng cách giữa các đối tượng thì chúng ta sẽ có nha. Và lúc này thì cái nút của chúng ta đã có rồi, thì tôi sẽ chọn vào đối tượng 1 và tôi chọn vào đối tượng 2, và tôi group toàn bộ cái này. Cái cụm này là 1 và cụm này tôi sẽ làm sao? Cụm này của chúng ta nó gồm có auto layout này, nhìn thấy chưa? Đây là auto layout của khuyến mãi. Và khi đã auto layout khuyến mãi rồi thì chúng ta sẽ tính khoảng cách giữa các đối tượng của chúng ta đang là 8. Chúng ta có thể tăng lên 16, được không ạ? Và chúng ta có thể giảm về số 8. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn. Và lúc này chúng ta có thể căn vào giữa, được chưa? Và chúng ta có thể căn sang bên tay phải, căn bên tay trái của các bạn nhé, được chưa? Thì trong trường hợp này của các bạn thì nó sẽ có được tiêu chí số 1, tiêu chí số 2. Tôi sẽ chọn là số 1 và số 2, và tôi lại chọn là auto layout của cả cái cụm nội dung, nó gồm có nút khuyến mãi và cái nút mua ngay, được chưa? Đây, nút mua ngay và nội dung khuyến mãi. Chúng ta chọn vào ship A, chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng là ship A. Đây ạ. Và sau khi chọn ship A xong, nó đang căn sang bên tay trái của các bạn. Đây, căn bên trái đấy, căn ở giữa của các bạn. Thì khoảng cách từ đây, cái cụm này đến đây của chúng ta đang là 64, thì tôi sẽ chọn vào, không phải là giá trị, tôi sẽ chọn là 32, enter, thì nó sẽ lên nha. Và tiếp theo nữa là cái cụm này của chúng ta thì tôi sẽ lui xuống dưới cho các bạn. Đấy ạ, được chưa? Ok, và lúc này thì tôi đã có. Và tất nhiên là bạn muốn mà cái này thoát ra khỏi cái cụm này thì các bạn nhớ cho tôi là ship A, thì chúng ta là giá trị là biến nó thành auto layout, để nó sẽ có tiêu chí là khoảng cách tự động, để chúng ta không phải căn đong đo đếm nữa, được chưa? Thì chúng ta có thể chỉnh từng cụm một bằng cách là bạn tích vào đây, giữ phím Ctrl bạn tích vào đây cho tôi. Đây là cụm của chúng ta là nội dung khuyến mãi, thì chúng ta sẽ có cụm là khoảng cách giữa các đối tượng là 8. Nhìn chưa? Khoảng cách này của chúng ta là số 8 giữa đối tượng của chúng ta, đây là margin giữa cụm 1 và cụm 2. Đây ạ. Margin ạ. Còn cái padding của bạn thì nó là khoảng cách ở vị trí còn lại nha, các bạn nhìn này. Và sau khi tôi đã chọn xong cái này xong thì tôi đã có được số 1 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái này và cái này. Được chưa? Và sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là chọn vào frame để đưa nó vào cũng được. Và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl-G. Ctrl-G để group nó lại. Và lúc này thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ có một đối tượng và nó có đối tượng số 2 là cái này. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ cho cả cái này vào một cái cụm là auto layout thì có được không? Thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này tôi có cái vị trí là group này. Group là của cái giày này, và cái frame của chúng ta là cả cái cụm nội dung này, các bạn có thể thay thế. Và lúc này cái frame 1 này chính là gồm có cả cái khuyến mại của chúng ta và cái nút, được chưa? Còn cái group này là chính là đôi giày và cái bóng, được chưa? Rồi, sau khi chọn cả hai này, chuột phải chúng ta chọn vào ship A. Thì sau khi ship A xong thì nó sẽ căn cho các bạn vào vị trí giữa. Yeah, các bạn nhìn thấy text của tôi ạ. Được chưa? Text là vào giữa. Ví dụ cái này là căn phía trên, các bạn nhìn này, text lên phía trên, cái này là text xuống phía dưới. Được chưa? Và nó khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2 của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta gõ vào đây.
giữa cái đối tượng chiều ngang đấy thì cái này nó sẽ theo chiều ngang, chúng ta sẽ gọn vào đây là 32, enter. Nó sẽ rất là chính xác cho các bạn, bởi vì cái đôi giày này chúng ta to đi mà, chúng ta có thể giữ phím Ctrl chúng tích vào đây. Đây là cái đối tượng nội dung của chúng ta. Được chưa? Và cái đối tượng này của chúng ta gồm cái group này thì chúng ta có thể thu nhỏ lại cái vị trí nó lại, nó chỉ cần bé nhỏ lại như này thôi. Nhá, các bạn nhìn nhá, nó sẽ bé lại thì cái hình này nó sẽ đúng chính xác, nó đúng vào cái khuôn khổ của cái cột đấy của các bạn. Đó. Vậy thì cái khoảng cách này của chúng ta nó sẽ là 32, chính xác của từ mép bên này đến mép bên này nó chính là khoảng khoảng chỉ của cái cột. Và lúc này của chúng ta thì chúng ta sẽ kéo đối tượng này có thể nuôi ra đến đây. À, tại sao lại kéo ra đến đây? Bởi vì là sau này cái nội dung này của các bạn có thể dài hơn. Nhưng mà tôi đã quy định cho các bạn là cái cụm này là một cụm và cái này là một cụm. Group là một những cái layout và để sau này chúng ta quản lý thôi. Và cả cái cụm này của chúng ta nó sẽ là cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn Auto Layout đây. Đây của cả cái này thì các bạn nhớ là cái frame 2 này của chúng ta chính là Ctrl R. Chúng ta cái nội dung dung toàn bộ khuyến mại, được chưa? Nội dung toàn bộ khuyến mại là slider, ok, enter. Và sau khi đã chọn xong thì tôi đã có được vị trí. Và lúc này sau khi đã có xong thì chúng ta sẽ chọn cái tiếp theo nữa là chúng ta chọn là Shift G để tắt bật đi. Thì cái nội dung của chúng ta thiết kế là như thế này. Và trình bày rất là ngăn nắp, rất là rõ ràng. Và lúc này bên tay phải và bên tay trái của các bạn nó sẽ gồm có một cái biểu tượng nữa là cái nút. Và cái nút này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn đến một cái hình có thể là Polygon. Tôi chọn Polygon. Thì cái hình này thì các bạn sẽ chọn cho tôi, một là các bạn sẽ chọn vào rectangle, polygon đều được. Ví dụ chọn rectangle thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một giá trị như sau. Tôi vẽ một cái hình. Và cái hình này chắc chắn là trong cái cụm này rồi. Được chưa? Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là gồm có đây là đối tượng số 1, đây là đối tượng số 2 và đối tượng số 3 và đối tượng số 4 thì nó sẽ làm như nào? Thì tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. À, lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một lần nữa là tôi sẽ chọn cái nút mũi tên. Thì nút mũi tên của tôi thì tôi sẽ chọn là 32, tôi xoay cái góc độ này ra. À, nó sẽ xoay nhanh và lúc này xoay thì xong thì tôi sẽ chọn vào cái vị trí nó, tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo ra đây, tôi copy lần thứ hai và nó sẽ sinh ra một cái vị trí là hai đối tượng này giao nhau, thì tôi sẽ chọn vào một cái màu mới cho các bạn dễ nhìn. Chọn đối tượng 1 và chọn đối tượng 2 và chúng ta chọn vào phương thức là cắt dao. Cắt dao nó nằm ở đâu ạ? Đây các bạn sẽ nhìn thấy đối tượng của chúng ta sẽ là trên phải biến mất và phần còn lại là phần giữ lại. Các bạn tích thẳng vào đây thì lúc này tôi đã có được cái biểu tượng này. Và tất nhiên cái này thì tôi sẽ sổ xuống và chọn cho nó một cái màu đỏ để nó theo đúng thương hiệu của chúng ta. Và chúng ta sẽ chọn một vị trí. Và cái này thì tôi sẽ chọn cho nó giá trị là 45, chiều ngang là 27 và cái này thì tôi sẽ chọn là 32. Ok, tôi sẽ chọn 32 để nó sẽ đi theo tỷ lệ. Và tất nhiên trong quy trình khi mà đánh kích thước thì bạn nên khóa cái biểu tượng này để chúng ta sẽ đánh chính xác hơn. À, tại sao là quay mà nó không áng mắt cũng được, nhưng mà vấn đề là theo đúng tiêu chí thì sau này cái người lập trình người ta chỉ lập trình một lần thôi, sau đó người ta có thể dùng trên toàn bộ lại, các bạn nhớ nhá. Và lúc này sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đối tượng và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là Shift G để chúng ta đưa vào cái vị trí của tôi, thì tôi sẽ đặt vào vị trí này. Và tiếp theo nữa là cái vị trí của chúng ta là có thể đặt sát mép vào đây, đến đây tôi đặt sát mép, đây là một cái mũi tên của tôi là 32 thêm 8 là chúng ta có thể lên đến 40 đấy, các bạn nhìn thấy không? Và 40 lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí này 1, tôi sẽ chọn vào vị trí bên này là 2, tôi giữ phím Alt tôi copy vào đây. Và hôm nay chúng ta đã làm quen với Auto Layout sơ bộ rồi, được không ạ? Và lúc này sau khi đưa sang bên này thì các bạn nhớ cho tôi là vị trí của đối tượng này của chúng ta sẽ bắt này đấy, bắt này. Và chúng ta chọn vào Shift V thì là nội từ trên xuống dưới và Shift H nó sẽ đối diện sang nhau, thì lúc này chúng ta sẽ chọn. Và tất nhiên nó có thể xoay được không thì xoay được nhé. Nhưng chúng ta chọn là Shift H và Shift V. Được chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong cái vị trí này, tôi có vị trí số 1, vị trí số 2 và vị trí số 3, thì các bạn sẽ chọn cho tôi vị trí như sau. Nhìn này, các bạn sẽ chọn cho tôi một vị trí 1, vị trí 2. Chọn 1 này. Chọn 2 này. Và chọn 3 này. Nên chọn 3 cái này. Với nếu tôi chọn Auto Layout thì nó sẽ gồm đầy đủ các tính chất. Hoặc là các bạn có thể đưa thẳng vào cái vị trí Auto Layout để nó chui vào đây. Cũng là một cái cách thôi. Thì như vậy nó cũng là một cách, nhưng tôi thường thường tôi sẽ chọn nha và tôi chọn vào Shift A. À, chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng là Shift A. Và sau khi chọn Shift A xong thì cái đối tượng này của chúng ta luôn luôn là căn ở giữa rồi. Các bạn nhìn này, căn ở giữa này. Được chưa? Được chưa? Và căn vào lên trên này. Thì cái mũi tên lên phía trên, cái này căn xuống dưới, này mũi tên xuống dưới và cái này căn vào giữa thì sẽ là vào giữa. Và lúc này các bạn chọn Center, lúc này thì cái khoảng cách
của cái từ mép của cái khung của chúng ta. Tại sao tôi đặt cái mũi tên nó vào đúng cái khu bằng khung của cái slide đây là bằng không. Tôi muốn là dịch chuyển vào bên trong là bao nhiêu thì tôi sẽ chọn vào cho nó, ví dụ như 16, 16 nhân 16 là 32, tôi sẽ chọn nó đây, enter phát tự khắc sẽ vào 32. Và tiếp theo bên này của chúng ta sẽ làm sao, khoảng cách từ trên xuống dưới đây ạ. Thì nhớ một điều rằng cái khung này của các bạn sẽ cầm ở đây, tôi kéo vào đây, nhìn chưa, thì cả hai bên đều là 32, như vậy thì nó sẽ rất là khó. Thì các bạn nhìn này, để muốn giãn đều đối tượng tôi sẽ đặt vào đây, được chưa? Và tôi sẽ chọn vào biểu tượng giãn đều bằng cách nào, nhìn nha, khoảng cách này thì người ta sẽ có một lệnh như sau là bạn sẽ tích vào đây cho tôi nha. Chúng ta ấn vào x hoặc là chúng ta chọn vào tự động, có nghĩa là khoảng cách của cái chúng ta auto này. Đấy, nên tự khắc nó sẽ chui vào trong, từ đây đến đây của các bạn là 32, từ đây đến 32 thì nó sẽ tự động nhảy đi vào trong cho các bạn là 32, 32 bằng nhau luôn. Khoảng cách của chúng ta là đấy, những chỗ này của chúng ta là 32 này, nhìn chưa, auto của chúng ta là những cái khoảng cách này là 32. Đây một đối tượng, hai đối tượng, hai cái này là một đối tượng, được chưa, chúng ta đã quy định rồi. À, cái đối tượng này một này, đây là đối tượng thứ hai gồm cái giày rồi chữ khuyến mại này, và đối tượng thứ ba là cái mũi tên bên tay phải này, và tất nhiên lúc này nó đã sẽ căn đều, và đây được ký hiệu là auto, được ký hiệu là chữ x nha. Các bạn sẽ làm như vậy cho tôi. Rồi, à, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ phóng to và tiếp tục chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là shift g. À, chúng ta chọn là shift g tắt đi, và cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ đi đến một cái câu chuyện nữa, đó là chúng ta chọn một cái chấm, và cái chấm này tôi sẽ vẽ ra. Cái chấm này chúng ta sẽ có những cái tiêu chí như sau, là bạn một là có thể là chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Và cái kích thước này các bạn có thể chọn cho tôi đang là 16, được chưa? Chúng ta sẽ copy đối tượng này ra. Và tất nhiên là sau khi tôi chọn copy xong thì chúng ta dùng lệnh Ctrl D để nhắc lại cái lệnh mình vừa làm, thì tôi sẽ để số 5 để tạo ra số đẹp. 1 2 3 4 5. Và cái tất cả đối tượng này tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng như sau, đó là Shift A để nó group tất cả những đối tượng này lại, Shift A. Và trước khi ship thì tôi sẽ chọn cái đầu tiên là tôi đang chọn nó, thì tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu đỏ để báo hiệu cho khách hàng biết là tôi đang ở phần số 1. Sau đó còn số 2, số 3, số 4, đây là trang số 1. Nếu bạn quay sang số 2 thì bạn có thể quay trở lại số 1 bằng cách tích ở đây. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Tôi chọn số 1, tôi chọn số 2, tôi chọn số 3, số 4, số 5. Để muốn tạo ra khoảng cách cho nó rất bằng nhau thì tôi chọn ship trước, auto layout. Bước thứ hai là bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ tích vào đây là khoảng cách giữa các đối tượng thì tôi đang là 10, tôi sẽ gõ vào đây là số 8, enter. À, thứ ba là đối tượng này của chúng ta đang là một đối tượng. Đối tượng này của chúng ta là một đối tượng. Đúng không ạ? Và chúng ta chọn cả hai cái này là auto nail thì có được không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn là đối tượng số 1 và tôi chọn cả cái này thành một auto nail là của cả cái cụm đấy thì nó mới là chuẩn. Tôi sẽ chọn vào tổng, được chưa? Control gì? Shift A là thứ hai. Và Shift A như này thì ngay tức đối tượng này sẽ vào giữa, được chưa? Và lúc này các bạn sẽ thấy là tại sao lại chọn phía dưới, bởi vì lúc này auto layout của chúng ta nó sẽ có thuộc tính như sau, là các bạn nhìn đi xuống dưới, ấn nút sang phải thì ngay tức cái chấm này sẽ xếp bên tay phải cho các bạn nhìn. Nhìn thấy chưa? Và tất nhiên đây là căn phía trên, bạn chọn vào căn giữa này như này. Còn nếu mà chọn xuống dưới nó sẽ nhìn như này. Và chúng ta sẽ chọn vào xuống dưới như này thì khoảng cách của chúng ta là bao nhiêu? Ví dụ tôi chọn là số 8, enter nha. Thì nó sẽ là số 8 cho các bạn, nhìn thấy số 8 chưa? Khoảng cách giữa hình 1 và hình 2 của chúng ta đây, đối tượng trên, cụm trên và cụm dưới của chúng ta là số 8 nhá. Ok, và chúng ta sẽ chọn này, nhìn này, tích vào đối tượng này, khoảng cách từ đây đến đây này, nhìn nhận là số 8 này, nhìn chưa? À, chúng ta sẽ chọn vào đây là giữa, chúng ta chọn là căn bằng đầu phía trên hay căn bằng đầu phía dưới. Ví dụ như chúng ta chọn vào đây thì căn này phía trên không nói, nhưng mà sang phải sang trái thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Ok, và sau khi tôi chọn xong này thì tôi sẽ căn sang trái thì nó sẽ thế này nha. Căn sang trái rồi căn sang phải như này, và tất nhiên là tôi sẽ căn vào giữa để cho chính xác. Khoảng cách giữa các đối tượng của tôi đang là 8 pixel và khoảng cách này. Và sau khi tôi chọn vào cả cái này xong, để muốn căn với thằng giữa thì tôi sẽ chọn vào giữ shift và tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, căn vào giữa đối tượng này bằng Alt H là vào giữa. Và tất nhiên là chọn vào Alt V nó sẽ nằm giữa khung này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Ok, và sau khi đã làm xong thì lúc này tôi đã trình bày cho các bạn về một cái tiêu chí của việc một cái thiết kế một cái slide với cái tiêu chí là thiết kế về giao diện của chúng ta như này. Và tiếp theo nữa là cái khung này của các bạn thì cũng tương tự như vậy, tôi sẽ gõ vào đây tôi chọn là số 8, enter. Và lúc này toàn bộ cái khung của chúng ta nó sẽ có một cái biểu tượng là vo góc bằng số 8 của các bạn để cho nó mềm mại hơn về mặt thiết kế. Cũng giống như tất cả những cái phần background này của các bạn trên thì các bạn cũng thể chọn vào cho tôi là số 8 như này để có thể là tạo ra một sự đồng nhất giữa vo góc của đối tượng của chúng ta. Và tất nhiên trình bày như này thì nó sẽ rất là rõ ràng cho mặt thiết kế của các bạn và có thể là tạo ra một tính năng là rõ ràng. Bên tay trái các bạn là hình ảnh đẹp, bên tay phải là nội dung để kêu gọi hành động, và nút của chúng ta là nút mua ngay là CTE bắt buộc trong một cái phần slide để
kích thích cái khách hàng thì phải có CTA, nội dung chính phụ, và nó sẽ có nét đậm nét nhạt, rồi phông chữ của chúng ta nó sẽ có giá trị là H1, H2, H3 đúng không, để có tạo ra chính phụ cho chữ, và dưới của chúng ta nó sẽ có nút sang phải sang trái để chúng ta có thể xem nhiều sự kiện. Ví dụ bạn vào mà nó lại chuyển sang sự kiện số 2 thì riêng cái này các bạn sẽ phải thiết kế 5 cái slide tương ứng với 5 giá trị về cái sản phẩm các bạn khuyến mại là gì để kích thích cái khách hàng người dùng. Có thể là sản phẩm mới, có thể là một chương trình nào đó các bạn đi từ thiện, có thể là một chương trình nào đó về một sản phẩm mà bạn khuyến mại trong ngày hoặc trong tháng, trong năm, để các bạn có thể làm sao kích thích cái giá trị người mua của khách hàng. Tiếp theo là những nút ở phía dưới của chúng ta là cũng tương tự như vậy, nó có nút màu đỏ đang thể hiện từ ở số 1. Nếu mà chuyển sang cái này số 2, số 3 thì sau này các bạn sẽ làm slide. Tất nhiên cái phần đấy là phần phụ. Bởi vì khi mà bạn làm xong bạn phải chuyển giao cho bộ phận lập trình thì người ta biết là cái trạng thái hiển thị hover hoặc là trạng thái chọn vào đối tượng của chúng ta là cái gì thì chúng ta phải chọn mà làm rất là kỹ. Và tất nhiên cái background này các bạn cũng sẽ phải làm cho nó kỹ hơn để cho nó đẹp hơn, đúng không ạ? Chứ không phải nó là nói là làm thế nào để chúng ta nó sẽ hấp dẫn lại một cái đối tượng mới này. Các bạn nhìn ở đây cho tôi, ví dụ trong trường hợp này tại sao cái hòa trộn trên cái Figma nó lại quan trọng? Bởi vì các bạn có thể cửa sổ E, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng ổ D, rồi chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta chọn vào biểu tượng là cái chúng ta sẽ chọn vào background chuyên lọc, chúng ta sẽ chọn vào background đấy ạ. Trong cái phần background này thì nó có rất nhiều yếu tố, các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn vào phần background đây ạ. Và trong phần background của các bạn thì nó sẽ có mềm mại, nó sẽ có nhiều cái, bởi vì là khi mà bạn đưa background thì cái hình ảnh của bạn nó sẽ đẹp hơn, bởi vì nó sẽ tạo ra sự tôn giá trị sản phẩm của bạn lên. Đây ạ, tôi sẽ chọn là mềm mại. Và trong sự mềm mại thì các bạn sẽ có những cái giá trị nào, ví dụ bạn muốn đặt trên nền trắng để tạo ra sự chuyển động mềm mại với cái thiết kế của các bạn thì bạn có thể chọn, đúng không? Đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Đây. Lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái background như thế này. Đấy, tôi muốn rằng cái background của tôi sẽ là như thế này, có được không? Thì tôi sẽ chọn nó bằng cách như sau, tôi sẽ copy cái đường link Ctrl C. Và lúc này thì tôi sẽ quay trở về cái Figma và tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Lúc này tôi sẽ tách bỏ cái lớp nền này ra làm hai này. Nhìn này, tôi sẽ chọn là giữ Figma, tôi copy vào đây. Và cái đối tượng này mà để muốn cho cái ảnh vào thì các bạn nhớ cho tôi đây là phần gradient, thì bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi. Thì lúc này nó có phần là ảnh đưa thẳng trực tiếp vào đối tượng, không cần phải chui chiếc cái như nào nữa. Bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và lúc này chúng ta chọn là biểu tượng đường link của cái ảnh. Thì lúc này các bạn vừa rồi copy cái ảnh thì bạn paste vào đây cho tôi. Đó thì các bạn tìm thôi. Và tất nhiên tìm đến cái nơi mà các bạn mong muốn. Ví dụ tôi muốn chọn vào cái sắc độ, tại vì nền tuy rằng là nền sáng thì phải có sắc độ. Và sắc độ này thì không được lấn át hình chính nha, các bạn có thể lựa chọn cho tôi những cái màu sắc, có thể là màu trắng, có thể là như thế này. Được chưa? Đấy, hoặc thậm chí là các bạn có thể tạo ra một cái chuyển động nó có thể như này. Đấy, nó rất nhiều yếu tố. Và khi bạn tích vào đây cho tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi có một cái background. Thì background như này có được không? Nếu bạn không ý thì bạn có thể cầm đối tượng đó, bạn có cách là xoay đối tượng ra thì nó sẽ xoay theo chiều ngang. Và xoay theo chiều ngang thì bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ tích đúp vào biểu tượng. Được không ạ? Tích vào biểu tượng nha. Tích đúp vào nha. Thì lúc này các bạn sẽ dịch chuyển cái đối tượng của chúng ta bằng cách làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào đây là cái ảnh đã đưa vào. Bạn có hai sự lựa chọn. Một là tắt đi này. Các bạn nhìn này cho tôi này. Chúng ta sẽ ấn vào crop. Đây crop đây. Để chọn vào cái ảnh để chúng ta có thể dịch chuyển cái ảnh này nuôi xuống dưới, để cái background tôi sẽ như thế này. Đấy, cái khung hình của chúng ta màu xanh nhé, để tôi muốn lấy từ đây lên đây. Hay là tôi muốn lấy từ trên xuống như này. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn. Nhìn đó, chúng ta sẽ chọn nha. Và tất nhiên là độ xoay của đối tượng ảnh của chúng ta là tùy thuộc vào đây. Các bạn có thể xoay như này. Xoay như này thì nó sẽ bị xé hình của các bạn xong cái phần cờ. Đấy, nó sẽ đảo ngược từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Nếu bạn chọn như này xong thì bạn chỉ làm sao? Bạn sẽ ấn vào biểu tượng tắt là xong. Và lúc này chúng ta sẽ tích ra đây là cái ảnh của chúng ta. Và sau khi cái ảnh này của các bạn nhớ, nhớ một điều rằng là cái này phải nằm dưới cái background này. Để làm gì? Tôi sẽ đưa cái ảnh này cho các bạn xem. Tôi sẽ đưa vào đây. Và tất nhiên là tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Đúng không? Nào, các bạn nhìn đây. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Và chúng ta sẽ chọn vào đối tượng làm gốc, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn vào đây là căn sang trái và căn đây là căn bằng đầu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung hình của tôi sẽ được nhảy. Và tất nhiên là sau khi đã có khung hình xong thì bạn có thể cho xuống dưới tất cả này. Và sau đó thì cái hình này phía trên của các bạn sẽ không nhìn thấy, đúng không? Thì khi mà chúng ta hiểu Photoshop là như thế nào thì các bạn sẽ làm những cái banner của bạn sẽ đẹp lên rất nhiều. Thậm chí sau này còn rất ấn tượng nữa. Thì bạn sẽ nhìn đây, đây nó có hòa trộn mà. Chúng ta sổ xuống, nó có phần là color, chính là thay đổi màu đối tượng.
và nó phủ trên cái lớp đen trắng của bạn, sẽ biến cái lớp đen trắng của bạn trở thành cái màu bạn mong muốn. Đây tôi đang chọn tông nâu, nhưng lúc này lại có màu để color đấy. Đấy các bạn có nhìn này của tôi chứ nhở? Alo, alo, đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái background của các bạn ở trông nó sẽ bắt mắt hơn, hấp dẫn hơn theo ý đồ. Và tất nhiên có nhiều người đặt câu hỏi bây giờ em muốn là làm cho nó sáng hơn như nào đó, thì đây, thì lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại. Có những trường hợp mà chúng ta không thêm, tại sao lại không thêm? Bởi vì đây, đây là đối tượng khi đưa ảnh đầu tiên vào thì nó sẽ theo chiều dọc như này thì nó sẽ đẹp hơn này. Các bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại, tôi sẽ Ctrl Z lại để cho các bạn biết, đúng không? Đây, đôi lúc tôi làm như này. Và cái đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng đưa vào của các bạn là sẽ có giá trị là xoay, xoay như này, xoay như này. Và các bạn sẽ thấy để đậm lên bên này, tôi sẽ để sáng, được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là ở đây nó sẽ còn chỉnh được cả cái màu của các bạn là exposure là đủ tăng sáng, các bạn cái tăng sáng này lên. Tôi lấy một cái background sáng như này. Đó. Thì khi phủ màu trên nó hơi ánh vào thôi là đẹp lắm rồi. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì bạn rất lệnh cho tôi đã có, tôi lại chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn đối tượng vào giữa, trên dưới. Và cái này tôi sẽ cho xuống dưới sắc độ đẹp này, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào đây. Cho xuống dưới tất cả và lúc này tôi chọn vào đối tượng phía trên và tôi sẽ thực hiện thao tác là hòa trộn. Tôi hòa trộn cái lớp màu gradient phía trên thì các bạn sẽ chỉ là tôi chọn color. Thì các bạn nhìn thấy lúc này cái background tôi cũng vẫn ấn tượng nhưng nó lại cực kỳ rõ trong phần nền về thiết kế của các bạn. Được chưa? Và tiếp theo nữa thì cái đối tượng này của các bạn, thì các bạn có đồng ý tôi là một cái group. Group mà auto layout thì bạn có thể giữ phím Ctrl chọn là từng cái một. Đây là cái auto group của các bạn. Đây cái group này của các bạn là gồm có cái gì? Có bóng thôi. Đây. Đây, gồm có cái đối tượng này này. Đấy, rồi các bạn sẽ chọn vào group này, nó sẽ gồm có cái gì là bóng, đối tượng và đối tượng. Thì chúng ta giữ phím Ctrl thì tôi sẽ có mỗi cái ảnh thôi. Đây là cái ảnh của chúng ta, là chính là cái group đằng đầu tiên là ông này. Cái ellipse của chúng ta là cái thằng thứ hai đấy, tôi có thằng này. Thì cái thằng này nó có hiệu ứng gì không thì lại effect rồi. Tôi muốn tạo ra chút xíu về bóng lan tỏa để làm sao nó nhấn cái đôi giày lên, có được không? Thì các bạn sẽ nhìn lại effect đấy, giữ Ctrl tích vào nó và phải nhìn nhá. Nếu là tên được chuẩn thì cái này sẽ cực kỳ ok luôn. Nên tại sao phải làm xong thì phải đặt tên, lần xong đặt tên, bởi vì chúng ta tạo ra thói quen là quản lý nha. Thì cái effect này của các bạn nó có drop shadow thì bạn chỉ cần ấn dấu cộng cho tôi thì nó có cái bóng này. Và cái bóng này thì tôi sẽ chọn vào setting cho các bạn. Thì cái này ở đây nó có xy, xy của chúng ta đang là y xuống dưới là số 4, tôi sẽ chọn vào giá trị về 0. Để làm sao về vị trí, và cái này tôi sẽ tăng giá trị lên bằng cách tôi kéo đây để bóng nó lan tỏa. Được chưa? Đấy, các bạn có thể tăng giá trị này nhìn lên càng nhiều thì nó sẽ lan tỏa càng lớn. Và lúc này sau khi chọn xong cái này, cái bóng lan tỏa này, nhìn này hơi đậm này. Thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái bóng là màu gì. Đó, tôi sẽ chọn là một cái màu trắng. Và sau khi tôi chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ chọn vào đây là độ đậm của bóng này, tôi sẽ chọn là 100. Được chưa? Đó, và sau khi đã chọn là màu bóng 100% rồi thì các bạn sẽ cho nó lan tỏa. Đấy là việc của các bạn thôi. Rất là đơn giản là bạn chọn đúng cái màu bóng cho tôi là màu trắng này. Sau đó bạn chọn lan tỏa cho tôi đó là ấn OK này. Thì đây, đây chỗ này lan tỏa đây, chúng ta sẽ cầm đối tượng chúng ta lan tỏa ra. Chúng ta lan tỏa ra nữa để nó nhấn cái phần ánh sáng, bóng sáng của chiếc đôi giày của chúng ta nó vừa phải này. Kéo lên thêm một tí nữa để cho nó vừa này, cho nó êm nữa này. Đấy, thì lúc này cái đôi giày của bạn nó sáng hơn và xung quanh nó sẽ có một cái viền. Được chưa? Và tất nhiên là trong cái giá trị về cái bóng đổ của chúng ta nó sẽ có giá trị là hòa trộn ra các kiểu thì các bạn có thể lựa chọn. Nhưng đây là một cách tạo ra hiệu ứng bóng đổ cho các bạn. Và cái bóng đổ này nó sẽ giúp cho các bạn nó là làm về thiết kế cho nó đẹp hơn, được chưa? Đó, thì các bạn nhìn nè, có bóng là sẽ tốt hơn là không có bóng, được chưa? Rồi, tiếp theo cái đối tượng là nét bút chữ này của các bạn, và bạn muốn là tạo ra một cái tín hiệu giống như hôm trước chúng ta vẽ một cái mũi tên. Mũi tên trong cái đối tượng này thì đối tượng này của chúng ta nó chính là cái giá trị là nút mua ngay. Và nút mua ngay này, ví dụ như có nhiều người là bảo là tôi muốn tạo ra một cái mũi tên để kích thích cái người dùng là tích vào đây cho nó dễ, thì người ta làm một cái nào đấy. Hôm trước thì chúng ta vẽ cái này ra. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi hãy chọn cho nó một cái màu tên là màu trắng. Được chưa? Và tôi sẽ tạm thời tôi sẽ để vào trong đây để cho các bạn nhìn, và cái khoảng cách này tôi sẽ xoay ra. Và cái này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái là 16. Sau khi chọn 16 xong thì các bạn sẽ cầm đối tượng này đưa thẳng vào trực tiếp từ cái này này. Đấy, nó nằm bên trong này thì tôi ấn vào đây phát triển từng khắc nó sẽ nhảy sang bên tay phải của các bạn. Bởi vì nó là auto layout mà, nên là các bạn sẽ chọn vào đây là cái bút của chúng ta. Đây là cái nút của chúng ta đây, năm chuột này, nút này. Nên đây là auto layout chung. Thì khoảng cách giữa các ký tự của chúng ta là 8 thì cái này các bạn có thể giảm xuống 6, enter này. Đấy, nó sẽ xuống 6. Và khoảng cách giữa cái đối tượng này tôi sẽ chọn là 16 chẳng hạn.
Và cái này có thể là 16 chẳng hạn, được không? Rồi từ trên xuống dưới. Vậy cái chữ này của các bạn đang là bao nhiêu? Ví dụ chúng ta đang tích vào thẳng trực tiếp từ bên trong chữ thì nó đang là kích thước là 23. Nếu mà tôi sẽ sổ cái này xuống dưới tầm khoảng 16 thì sao? Đấy, nút của chúng ta này nha. Và lúc này sau khi ấn vào Auto Layout chỗ này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái nút của chúng ta đây. Thì cái biểu tượng chúng ta đang căn vào giữa thì cái nút này, tất cả nút thuộc tính này đều là vào giữa hết cho các bạn, đang là 16, chiều cao là 8, bạn có thể chọn vị trí thích là bao nhiêu tùy. Vậy thì cái này nó sẽ liên quan đến độ phần lập trình. Lập trình người ta yêu cầu bao nhiêu thì mình sẽ làm được như vậy. Nhưng theo thông lệ bình thường nó sẽ là 8, 16 hoặc thậm chí là 12 enter nha. Thì khoảng cách nó sẽ ngắn hơn, được không ạ? À? Ok, và sau khi đã làm xong thì đây là tiêu chí để thiết kế một cái biểu tượng slide. Và trong cái phần slide này thì thường thường để muốn làm cho nó yêu hơn, tốt hơn nữa thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bóng. Và cái bóng này chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng như sau. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái edit. Tất nhiên phải quản lý nhá, group nhau tùy các bạn. Sau này cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hiệu ứng, cái bóng của chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái effect. Và sau khi chọn effect xong thì bạn sẽ chọn cho blur cho tôi cái hiệu ứng này, và chúng ta sẽ lăn chuột và chúng ta sẽ kéo này cái bóng của chúng ta như này. Rồi sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta sẽ chọn một thực tính là một cái hình và chúng ta cắt dao. Đây là hiệu ứng thôi. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào cái đối tượng này và tôi sẽ cắt dao phần phía dưới, tôi chỉ lấy một ít bóng chỗ này thôi, nhìn đi chỗ này chưa. Tôi chọn đối tượng số 1 rồi, tôi chọn đối tượng số 2 và cái này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu để các bạn dễ nhìn hơn, chọn một đấy, sau đó chọn hai đấy. Sau đó thì các bạn sẽ cắt mất cho tôi, được không ạ? Đây ạ. Thì nó còn lại mỗi cái này thôi. Nhìn chưa? Trong trường hợp này mà khi mà các bạn làm như này thì nó sẽ rất là khó ra. Nên là tôi sẽ giúp cho các bạn một tiêu chí như sau đây ạ. Chúng ta Ctrl Z lại nhá. Đối tượng này các bạn không cần phải làm hiệu ứng như vậy nữa mà bạn để nguyên cho tôi, và lúc này chúng ta sử dụng cái hiệu ứng nhá. Nhìn này, các bạn sẽ dùng gradient, và trong gradient thì bạn hãy chọn cho tôi dạng hiệu ứng về radian, và cái này bạn đảo ngược cho tôi, được chưa? Và trong cái phần đảo ngược này thì các bạn lưu ý cho tôi là cái bóng này các bạn nuôi ở trong để nó sẽ lấy phần bên trong thôi, và cái phần phần này của các bạn đang là giá trị là màu ghi bên ngoài thì tôi sẽ để về giá trị về không. Đó, các bạn nhìn thấy này tôi chưa? Và tôi sẽ kéo đây. Sau khi đã làm xong rồi tôi có những cái hiệu ứng này thì cái này các bạn nhìn này, nhiều lúc người ta có thể đặt thẳng trực tiếp lên đây. Được chưa? Để tạo ra bóng của đối tượng. Nhưng bình thường thì chúng ta bắt đầu mới cắt ra. Thì lúc này tôi sẽ vẽ vào biểu tượng này cho các bạn bằng cách rectangle và tôi vẽ ra. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi chọn một rồi tôi chọn hai và tôi sẽ chọn một phương thức cắt dao đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng tôi đã cắt được xong rất là dễ dàng với cái hiệu này. Và lúc này tôi sẽ đợi các đối tượng tôi đặt thẳng trực tiếp lên đây. À, tôi có một cái bóng ở giữa, tôi chọn một chọn hai và tôi chọn vào đối tượng căn vào giữa bằng công cụ lá, chúng ta chọn là Alt H, đó đối tượng của chúng ta nha. Và cái này thì các bạn sẽ cắt ra cho tôi, đó là giá trị đẩy lên trên một tí nữa. Đây chúng ta sẽ phóng to và chúng ta chọn đối tượng một chọn đối tượng hai, và cái khoảng cách này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là giá trị là số 8 này, nhìn đấy ạ, được chưa? Ví dụ như trong trường hợp cắt mà các bạn sẽ thấy là nó bị mềm quá thì bạn sẽ nhỏ xuống cho tôi đây, nhìn nhá, tôi cần cho Z lại cho các bạn này. Đây là cái hình mà chúng ta sẽ tạo ra này, nó sẽ sắc nét như này hay là sắc nét này. Bạn có thể hai sự lựa chọn là bạn sẽ chọn xuống như này và bạn sẽ quét qua cả hai và chọn vào vị trí là cắt dao nhá. Bạn sẽ chọn vào cắt dao như này cho tôi, được chưa? Nếu trong trường hợp này cái gradient của các bạn nó sẽ nằm ở đâu đây, gradient chúng ta đây nó sẽ đặt tâm nằm ở đâu ạ? Đây tâm của các bạn nằm đây, độ nhòe của các bạn nằm ở đâu đây ạ? Các bạn có thể dịch chuyển xuống dưới để nó lấy độ đậm theo đúng tính chất của các bạn, và thậm chí là cái độ đậm này các bạn có thể đẩy nó xuống dưới đấy. Thì đấy là cái cách thức chúng ta tạo ra bóng nhé. Các bạn có thể làm như này và sau khi đã chọn xong, còn nếu không thì bạn sẽ chọn phương thức là sẽ làm sao hả, cho nó chui vào một cái khung và lúc này cái bóng đổ của chúng ta nó sẽ rất là dễ chịu, thì chúng ta sẽ chọn vào đây đấy. Sau khi tôi chọn xong cái này thì tôi có một cái biểu tượng bóng, và cái bóng này của chúng ta thì chúng ta có thể vẽ một cái nét viền nữa để cho nó tạo sự sắc nét ở phần phía dưới rất là dễ dàng. Chọn đối tượng một chọn đối tượng hai và chúng ta sẽ chọn vào căn vào giữa, được chưa? Đấy, muốn chính xác nữa thì tùy thuộc các bạn sẽ vẽ thêm một cái biểu tượng ở phần giữa này cho tôi bằng 8 pixel theo chiều làm ngang và chiều làm dọc của các bạn. Nhưng mà lúc này tôi sẽ đặt nha, lúc này thì bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái hiệu ứng, và cái hiệu ứng này tôi sẽ kéo dài nó này, giữ phím man và kéo dài lên đây. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy bóng trợ của một cái phần slide.
Thì đây là chính là cái hiệu ứng mà chúng ta vừa tạo ra. Và tất nhiên hôm nay là một trong những cái bài mà nó khá là tổng hợp cho một cái thiết kế về một cái banner cho website của chúng ta. Và chúng ta ấn vào đây preview để xem thử những cái thiết kế của chúng ta nhé. Và các bạn nhớ là phải đi theo nhận diện thương hiệu, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Đây ạ, các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ đi theo nhận diện thương hiệu. Và đây là những giá trị mà để các bạn có thể lựa chọn thiết kế một cái website có thể như này. Ok, bài hôm nay tôi sẽ xin dừng lại ở đây và hy vọng rằng cái bài này nó sẽ có tác dụng, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái công việc là thiết kế một cái giao diện UI UX và thiết kế website một cách đúng nghĩa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn nhá. Em chú nét lại và lúc này sau khi làm xong chúng ta tắt thôi. Bye bye.